Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với YouTube Động Cơ Phúc Luân anh em nha. Thì hôm nay cửa hàng em có lên cho anh em một cái lô máy cưa, chung là máy cưa với máy cỏ nhiều thứ lắm anh em. Đó, 300-400 ngàn, 500-700 ngàn đều có nha. Đó, máy nhỏ máy lớn tùy theo máy, mà lấy máy lấy phụ tùng cũng có luôn ha. Anh em mua đầu bò máy nè, buri máy nè, mua bố bố nhỏ bố lớn, dây giật chụp giật, nòng. Đó, nói chung là anh em mua tất cả các loại phụ tùng của máy bãi thì anh em cứ liên hệ với em ha. Và hôm nay đi vào sâu vào cái đống mấy cái cỏ mấy cưa này. Đây, hôm nay em sẽ quay lên cho anh em một ít mấy cưa với lại một ít đầu mấy cái cỏ. Thì lô ngày hôm nay là lô H đó. Thì lô H hôm nay thì anh em mua thì liên hệ với em ha. Thì em sẽ đi từ H1 cho đến H cuối cùng. Thì anh em ưng ý mã nào thì liên hệ ha anh em ha. Rồi, ok. Nghiên cứu móc cái đèn lên đi. Đây, lô H ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều máy đó anh em. Tắt chưa, dây điện chưa có. Cái hình dục của con bí ngô không anh em? Bí ngô là con nào? Tắt tắt. Bí ngô là con gì? Mấy cái cỏ bí ngô á. Đâu? Cái này hiệu dẫn cái này. Đó, con kìa. Đó, lấy đi. Rồi, ok. Bây giờ lên cho anh em H1 anh em ha. H1. Quay xong em cho quay này. Là nhiêu tiền cái này? Hả? Coi giống luôn á. H1 nha anh em, H1 nè. Có đầu máy TU nè. Cầm luôn cái chai thuốc xịt mũi luôn chị ơi. Rồi, ok. H1 bên em nhé. H1 là cái đầu máy. Thấy tối tối. Đầu máy TU ha. TU này TU43. TU43 này mới xài được có xíu anh em. Đầu này đầu mới nha, mới xài được có xíu à. Khách không dùng nữa, bán rẫy rồi. Nói chung là phá sản bán rẫy rồi, cho nên không dùng nữa, cho nên là bán lại cho em. Mà bị hư cái chụp giật với bánh chó ha. Đó, với thiếu cái buri ha. Rồi đầu này đầu số 1 ha. Bán cho anh em 700k nha anh em. 700k. Con này 43cc, đầu 40 ly. Con này cũng H1 700. Rồi, lên H2. H2 là con này, con TA33. Con này là con H2 này TA33 ha. Đó, TA33. Con này thì máy lăn nha anh em, bao lửa cho anh em ha. Con này là con số 2. Trên thương tắt máy. Nó dính đề. Tắt máy. Cái gì? Máy đâu? Không có máy. Không có thôi, không có. Hết đi cho lẹ chứ không có tìm được đâu. Kêu có máy đem màu máy ra. Con này con số 2 nha anh em. Con này con này giá của nó là 380 nha anh em. 380 cho con số 2 ha. Rồi tiếp theo em lên giờ này con số 3. Con số 3 là một con 23 ha. Một con 23 nha anh em. Con này giật hơi thử.
con này bao hơi bao lửa cho anh em ha, công tắc đây. Máy bình xăng trên nha anh em, con này tum 260 tum rời ha, bình xăng trên con này rất là đẹp nha anh em. Đó, đầu số 3 này về anh em bỏ cần vô là ok. Đầu số 3 này 450k nha anh em, 450 ha, đủ đồ hết luôn nha anh em ơi, đủ đồ hết luôn, máy rất là đẹp nha anh em, 450k. Tiếp theo qua con số 4. Con số 4 là một con Estin 26 ha anh em. Con này bị cứng máy ha, bố rồi còn rất là dày, rất là đẹp. Anh em nào mua bố như vậy nè thì liên hệ với em nha anh em. Đó, con này thì bao nồng cho anh em ha, buri rồi còn ok hết ha. Cục này bán cho anh em bao nồng cho anh em nha. Cục này bán cho anh em 280.000 ha. Cho con số 4. Tiếp theo lên cho anh em con số 5. Con số 5 là đầu TA33. TA33 nha anh em. Con này bị cứng máy này ha. Đó. Con này là con số 5. Con số 5 này bán cho anh em 280.000. TA33. Con này bố đẹp luôn ha. Vô hên xui đi anh em. Rồi. Tiếp theo lên con số 6. Là mấy cương. Con số 6 này 23 này. Con này bao hơi cho anh em nha. Đó, hơi với dây lửa với đồ ra nó còn ok hết nha anh em. Đây. Con này tum 260. Đó, bố này, bố rất là đẹp. Bố nhỏ nha anh em. Bố nhỏ tum 260, thùng xăng lớn bể ha. Về anh em thay thùng xăng lớn ha. Rồi cục này 250 nha anh em. Cục 250, cục này số 6 ha. Rồi, để lên con số 7. Con này con số 7 nha anh em. Con số 7 này là con Echo Kirit. Con này là con 451 ha, giật hơi. Rồi. Con này bao hơi cho anh em nha anh em. Con này bao hơi cho anh em ha. Rồi con này bán cho anh em 550 ha. 550 thôi ha. Con này là con số 7 ha, 550. Tiếp theo lên cho anh em con số 8. Con số 8 giật hơi luôn. Cứng máy hả? Con số 8 là con Humilis nha anh em. Humilis cũng khá to á. Và con này bị cứng máy anh em ơi. Cứng máy hả? Con số 8. Humilis này cũng khá to nè, mà bị cứng máy ha, mà đẹp lắm nha. Đó, bán về cho anh em hên xui ha. Bán cho anh em 450 nha anh em. 450 ha cho con. Con số 8 nha anh em. Tiếp theo lên cho anh em con số 9. Con số 9 nè. Có cái bơm rửa xe nè, BHBM gì nè. Con này thì thu lại của khách thôi ha. Tình trạng của nó thì đang bị trục chặt anh em, đang bị trục chặt á, thì anh em về coi lại ha. Đó. Này là motor không cháy nha anh em. Motor này còn êm. Đó, motor này là dây đồng á, dây đồng 100%. Rồi, con này số 9 nè, 600.000 nha anh em. 600k ha. 600k cho cái đầu số 9 này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo qua số 10. Số 10 nè, số 10 là một con màu cam nè. Màu cam này là Rika gì đó ha, con màu cam. Con số 10 này thì cũng đang còn hoạt động luôn ha. Về anh em canh chỉnh sửa lại. Nó đang có phiếu bảo hành đồ đầy đủ dưới đây nè ha. Rồi ok. Thì con này là con số 10 ha. Con số 10 này 650 nha anh em. 650k ha. Có hai cái thôi nha. Anh em nào rửa xe ở nhà ít á, lấy về mình thêm tí tiền mình sửa mình xài ha. Bây giờ mua ngoài là thành 1.500.000 đó anh em. Đó. Cho nên là anh em nào có nhanh tay thì mua được ha. Chứ hai cái này là hết chắc luôn. Rồi con số 10. Tiếp theo lên 11. 11 là con TA33 ha. Con này giật hơi rồi. Rồi. Con này bao hơi cho anh em ha, bao hơi. Con 11 này bán cho anh em 400.000 ha, TA33. Rồi, tiếp theo là 12. 12 là con máy cưa. Máy cưa này G310 nha anh em. G300 AVT. Con này nói chung là thiếu đồ á, thiếu đồ rồi cứng máy luôn ha. Rồi cục này bán cho anh em 400.000. 400.000 thôi ha. Con này con 12. Tiếp theo lên cho anh em con 13. 13 là cục cắt cỏ ha. Cục này là cục rubin hay gì nè. Mà nó đẹp, nó đẹp giả man luôn. Con này đẹp giả man luôn nha anh em.
con này gọi lên rất là đẹp ha. Đó. Con này buri của nó là như cái buri này là khỏi phải bàn luôn nha anh em. Con này vẫn bao thôi, bao lửa cho anh em ha. Bó nhỏ tôm rời 260 luôn này. Con này mà về anh em vô bình hai kim với lại vô bình xăng làm thành con cái cỏ chạy là thật sự với anh em nó là siêu châu bò luôn nha anh em. Siêu châu bò luôn. 400.000 nha. Cho con 13. 13. Tiếp theo lên 14. 14 là còn con hùm Magulok ha. Magulok này màu vàng. 10 trên 10 ha. 10 trên 10. Con này con 10 mấy? 14 à. Con 14 này bán cho anh em 500k ha. 500k cho con Magulok anh em. Con này mã 14 ha. Rồi tiếp theo lên cho anh em 15. 15 là con Magita. Magita này Magita này hơi tốt nha anh em. Magita này đồng 36 ly. Hơi cực kỳ tốt ha. Hơi cực kỳ tốt. Con này là con 15 ha. Con 15 này bán cho anh em 500k. 500k nha anh em, con 15. Tiếp theo cho anh em con 16. Con 16 là một cái xác Echo G302 ha. Xác Echo G302. Con này con 16 hả? Con 16 này cái xác này còn lửa chụp giật rồi luôn nha anh em. Xác này bán cho anh em 400 ha. Xác này bán cho anh em 400. Con này là con 16. Rồi, tiếp theo lên cho anh em con 17 nè. 17 là con Silawa. Silawa này Silawa 300 ha. Silawa 300 nha anh em. Con này hơi gì rất là ngon. Bao hơi bao lửa cho anh em nha. Đầu này giá của nó là 1.600.000 nha anh em. 1.600.000 cho con 17. Tiếp theo lên cho anh em con 18. Con 18 là con Estin 010 AV ha. Con này để em giật hơi thử nha. Con này hơi bị tụt hơi á ha. Con này con 18. Con 18 này bán cho anh em 600 ha. 600 nha anh em. Estin 010 AV. Rồi tiếp theo lên 19. 19 nha anh em. Con này là một con Tanaka 321 ha. Con này thì rất là mới nha anh em. Con này bao hơi bao lửa cho anh em. Đồng 36 37 ly á, con này có 32 33cc luôn nha anh em. Con này con 20. 19. 19. Con 19 này em bán với mức giá là 600 ha. 600 cho cái đầu nhật này ha. 600.000. Rồi, tiếp theo lên cho anh em con 20. 20 là cục single. Cục các cỏ single nha anh em. Single này single này tôm rời ha, tôm 260 mà tôm rời. Con này bao hơi bao lửa cho anh em ha. Đầu này giá của nó là 650 ha. Cho con 20. 20 đúng không? Tiếp theo lên cho anh em con 21. 21 là con Huana nè. Huana này số bao nhiêu thì cũng không biết nữa. Hu này khá là to nha anh em. Đó, Huana nó chỉ còn 7 thôi nha anh em. Đó, còn 7 thôi nè. Đó. Rồi, con này bán cho anh em với mức giá là 300k. Nó còn chén chuông bùm nhớt luôn nha anh em. Chén chuông bùm nhớt luôn ha. Con này con 21. Tiếp theo lên cho anh em con 22. Con 22 này là con 8484 Magulok 484 ha. Ở đây là có xài hiệu này thì mua về lấy đồ. Rồi đầu này bán cho anh em 450 thôi ha. 450k, máy giật vẫn tốt nha anh em. Con này bả số mấy? 22. 22. Tiếp theo lên mã 23. 130.000. Hả? 160.000 nhé. Con này con 20 con này con mấy? 23 là con Silawa E300 nha đi. Con này bao hơi bao lửa cho anh em ha. Thiếu đồ ha. Con này bán cho anh em 800.000.
ha, 800.000. Tiếp theo lên con 24. 24 là một con Magulok nha nè. Con Magulok này đỉnh lắm nè. Con này rất là đỉnh nè. Con này rất là đẹp luôn nè. Con này đẹp cực kỳ luôn ha. Đấy. Con này bao hơi, bao lửa cho anh em luôn nha anh em. Con này giá của nó là 900.000 nha anh em. 900.000 ha. Con này là con 24 nha anh em, 900k. Tiếp theo lên cho anh em con 25. 25 là một con Echo 60S ha. Echo 60S bán sát cho anh em luôn ha. Và bán nhiều video luôn. Bán cho anh em 290.000 ha cho con 25. Tiếp theo lên cho anh em con 26. 26 là một con Magulok 38cc ha. 38cc nha anh em. Con này máy đang giật được luôn nha anh em, mà bị tụ dây giật thôi. Đoạn này bán cho anh em 700k cho con 26 ha. Rồi lên cho anh em con 27. Đang bệnh anh em thông cảm nha. 27 là con Estin 045. Con này giật hơi được không? Giật hơi thử. Rồi. Con 045 này nó bị gãy cái tay nè. Gãy cái tay nha. Với lại mất cái nắp e nè. Đó, cò ga vẫn còn lên ga bình thường được. Còn lại đủ đồ hết nha anh em. Đó, 045. Đầu này bán cho anh em 800.000 nha. 800.000 thôi. Dạ, em bán xả luôn nha anh em. Nói chung là xả luôn á. 800.000 cho con 27 ha. Lên cho anh em con 28. 28 giật thôi được không? Rồi ok. 28 là giật có hơi nha anh em. Magulok ha. Automatic con này 6/10 hả. Con này con 28. Con 28 này giá của nó 480 nha anh em. 480. Tiếp theo lên cho anh em con 29 nè. Con 29 là một con Magulok đời hè hơn nha anh em. Nhúng đồ nó thành nhúng cao su nữa rồi. Con này nó rất là mới nha anh em. Con này mới tin nè. Magulok tới 570 lần ha. Con này Magulok 570 lần anh em. Con này thì quá ngon, con này giật hơi luôn. Con này thì quá tốt ha. Con này giá của nó đến 800.000 lần nha anh em. 800.000 lần cho con 29 ha. Rồi lên cho anh em con cuối cùng. Rồi con 30 nha anh em, lần nghỉ nha anh em. Con 30. Rồi con 30 là một con Estin nha anh em. Con Estin nè, Estin 08. Đó. Con này nó có cây lam luôn. Quay cầm nó quay rồi. Đó, con này hơi thì tốt. Hơi thì rất là tốt nha anh em. Hơi phải gọi là cực kỳ tốt. Đó. À, lam của nó thì lam của nó em thấy phần đầu anh em nó gần hết là tinh á. Con này thì Estin 08 thì rất là ok luôn rồi ha. Nó ok lắm rồi. Rồi con này bán luôn cả lam xích bán vậy luôn, bán cho anh em 850 nha anh em. 850 cả nguyên con vậy luôn ha. Là lô này lô 30. Rồi để xuống đi lấy con 041. Lấy con 041 cho nó. Rồi. Con này con cuối cùng ha nè. Con cuối cùng. Con này con Estin 041 nha nè. Con này thì super VIP. Hàng đáng để trưng bày thôi.
đường kính của nó, con này hình như là nó tới 60-61cc lận nha anh em. Con này nói chung là nó quá mới anh em. Máy thì anh em nhìn giống như sơn lại mới luôn đúng không? Nhưng thực chất ra nó không có sơn nha anh em. Máy là zin nguyên bản hết, về là chỉ có rửa sơ qua cái là nổ thôi. Con này thì giá nó hơn 1 triệu một đầu máy này thôi ha, hơn 1 triệu đầu máy này thôi. Đầu máy này thì thật sự mà nói thì về 100 con có được một con. Rồi ok. Thì bye bye anh em nha. Bye bye anh em mua hàng hôm nay thì liên hệ với em nha anh em. Số điện thoại của em là 0344341770. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh. Anh em nào quý cho em xin một like ở bên góc trái màn hình nha anh em, một like video thôi ha. Cảm ơn anh em. Bye bye anh em. Tạm biệt anh em nha. Bye bye anh em. Rồi tắt.